bay về Quế Võ Bắc Ninh thăm ngôi chùa nhỏ đậm tình quê hương, Diên Quang làng Guột thân thương, linh hồn dân tộc mái trường tu tâm. Qua bốn câu thơ đó, chúng ta có thể thấy chùa Diên Quang ở Bắc Ninh dù chỉ là một ngôi chùa nhỏ nhưng mang đậm tình quê hương, xóm làng, và ngoài ra ngôi chùa còn là mái trường tu hành cho nhiều Phật tử tới nơi đây. Chào tất cả mọi người, ngày hôm nay mình cùng các bạn tham quan và tìm hiểu về ngôi chùa ngàn năm tuổi mang tên chùa Diên Quang này nhé. Chùa Diên Quang nằm tại thôn Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km và cách trung tâm thành phố Bắc Ninh khoảng 13 km. Nhân dân địa phương hay gọi chùa với cái tên thân thuộc khác là chùa Guột. Hơn cả, cái tên chùa Guột này gắn liền với chùa từ khi chùa chưa được đặt tên chính thức là chùa Diên Quang. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, các hạng mục của chùa Diên Quang phần lớn đã xuống cấp. Vào năm 1990, dưới sự công đức của người dân trong vùng, chùa được phục dựng một cách giản đơn để phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân trong làng. Song, khi đó chùa mới chỉ mang dáng dấp của một ngôi nhà cấp 4 bình thường. Cho đến năm 2017, nhà sư Đại Đức Thích Tâm Quán đã về chùa trụ trì. Ông trở thành vị trụ trì đầu tiên của chùa Diên Quang và đã kêu gọi người dân địa phương cũng như Phật tử ở miền Bắc chung tay chung sức xây dựng lại chùa. Kể từ đó, chùa Diên Quang đã được mở rộng quy mô từ 45.000m2 lên 17.000m2 cùng đầy đủ các công trình kiến trúc của một ngôi chùa. Cũng từ lúc này, chùa Guột có tên gọi chính thức là chùa Diên Quang. Kể từ lần phục dựng vào năm 2007, chùa đã được tôn tạo và sửa chữa một số lần để mang một diện mạo mới, bề thế và khang trang như hiện nay. Cổng vào chùa được xây dựng khá đơn giản với 4 cột trụ được xây dựng bằng gạch, chát xi măng và sơn đỏ. Trên đỉnh cột là những đài sen vàng đại diện cho Phật giáo. Trên mỗi cột trụ cổng chùa được đắp những dòng thơ cùng tấm biển đề tên chùa Diên Quang đều được viết bằng chữ Quốc ngữ. Đi qua cổng chính của chùa, du khách sẽ tới khu vực khuôn viên sân chùa khá rộng rãi và thoáng mát. Nền sân của chùa ngày nay đã được lát xi măng bằng phẳng. Dọc hai lối đường đi dẫn vào tòa Tam Bảo là dãy tượng Phật Quan Âm, Phật Di Lặc. Tượng Phật tại nơi đây có nét mặt hiền hậu nhưng vô cùng trang nghiêm. Khu vực chính điện được xây cao hơn các khu nhà khác với kiến trúc và quy mô vô cùng khang trang và đồ sộ. Phần mái được thiết kế làm hai tầng lập ngói đỏ vảy cá, góc mái được thiết kế uốn cong lên trời, tạc hình đầu rồng, mang đậm dấu ấn thời nhà Lý. Bước qua khoảng 30 bậc thang làm bằng đá được xây dựng ở hai bên của khu vực chính điện, du khách sẽ tiến vào tòa chính điện. Phía bên trong của khu vực chính điện chỉ thờ duy nhất một bức tượng Phật Thích Ca. Phía trước của tòa chính điện là nơi thờ tụng tôn thượng tam thánh đặt hướng về phía chính điện vô cùng tôn nghiêm.
Ngoài ra, du khách có thể di chuyển đến tham quan hành hương tại khu vực Điện Tam Bảo. Đây là khu vực duy nhất còn được giữ nguyên từ ngày thành lập cho tới ngày nay. Bốn dãy nhà được xây dựng phía trong là nơi để các tăng ni Phật tử trên cả nước về đây tham gia các khóa tu của chùa Diên Quang. Các khóa tu hành này được mở một ngày mỗi tháng với mục đích tạo cơ duyên, niềm tin vào Phật Pháp, cắt bớt đi duyên của bụi trần cũng như rũ bỏ được sự đau khổ của cuộc sống đời thường. Xuất hiện từ thời nhà Lý, cổ tự Diên Quang đã chứng kiến những tháng năm thăng trầm của đất nước và cả những nền văn hóa tâm linh. Ngày nay, chùa trở thành một trong những nơi sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng nổi tiếng và linh thiêng nhất của vùng đất Kinh Bắc, hứa hẹn sẽ đem lại cho du khách và Phật tử những trải nghiệm tâm linh đáng nhớ. Nếu mọi người có góp ý, hãy để lại bình luận dưới video. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Các bạn hãy subscribe và like video ủng hộ kênh của mình nha.